Tờ New York Times ngày 1 tháng 4 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ làm việc với các đồng minh để chuyển các xe tăng do Liên Xô cũ sản xuất đến Ukraine nhằm giúp nước này kháng cự Nga ở khu vực Donbass. Việc Mỹ quyết định làm trung gian giúp chuyển giao xe tăng là để đáp ứng một đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Mỹ giúp chuyển giao xe tăng trong khủng hoảng ở Ukraine. Các xe tăng do Liên Xô cũ sản xuất rất quen thuộc với quân đội Ukraine. Quan chức này nói việc chuyển giao sẽ sớm bắt đầu, nhưng từ chối cho biết số lượng xe tăng sẽ được gửi đi và những quốc gia nào cung cấp. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng sẽ cung cấp thêm $300 triệu viện trợ an ninh cho Ukraine, bao gồm các hệ thống tên lửa dẫn đường bằng laser, máy bay không người lái và dịch vụ hình ảnh vệ tinh thương mại. Gói hỗ trợ mới nâng tổng mức hỗ trợ mà Mỹ cam kết đối với Ukraine lên mức 2,3 tỷ USD kể từ khi Tổng thống Biden nắm quyền, theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby. Theo công ty phân tích quân sự Oryx, Ukraine đã chiếm được ít nhất 161 xe tăng của Nga trong giao tranh, dù Nga cũng phá hủy nhiều xe tăng của Ukraine. Nga còn chiếm được 43 xe tăng của Ukraine, theo các chuyên gia phân tích hình ảnh trên mạng xã hội. Cũng trong ngày 1 tháng 4, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức cho biết nước này đã bật đèn xanh cho việc chuyển 58 xe bọc thép từ thời chiến tranh lạnh cho Ukraine. Loại xe PMP-1 này ban đầu thuộc về Đông Đức cũ, sau đó thuộc về quân đội Đức sau khi bức tường Berlin sụp đổ và Đức thống nhất. Chúng được chuyển đến Thụy Điển vào cuối những năm 1990 và được nâng cấp lên phiên bản BBV-501. Theo thỏa thuận chuyển giao này, chủ sở hữu mới không được chuyển cho nước thứ ba nếu không được Đức chấp thuận. Cho đến nay, Đức hạn chế cung cấp cho Ukraine các khí tài quân sự hạng nặng, chỉ tập trung vào việc cung cấp áo giáp và mũ, cũng như các hệ thống phòng không và chống tăng cơ động. Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm 1 tháng 4 cũng cho biết nước này sẽ gửi xe bọc thép Bushmaster cho Ukraine sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra đề nghị trên trong một bài nói gửi giới nghị sĩ Úc.